Em xin chào các bác nhé. Tiếp tục em lên cho các bác một con giải mã. Vâng, giải mã của dòng xin lỗi các bác nhiều, rất là nhiều, tại vì là cứ quen miệng bán dàn âm thanh rồi. Giới thiệu cho các bác ở đây là con máy lọc không khí của Saab các bác nhé. Đấy, vừa rồi thì em có dọn dẹp nên là nó hơi bụi một tí thì nó báo đỏ này. Đấy, nó sẽ hơi báo đỏ và bây giờ bắt đầu nó xanh trở lại này. Tức là nó báo đỏ là không khí bẩn các bác nhé. Và cam là không khí nó đang gọi là ở mức bẩn vừa phải. Và dần dần nó sẽ xanh dần xanh dần. Và xanh dần đó là mức độ không khí trong lành. Đấy, và đây chính là cái máy lọc không khí. Vừa rồi em có dọn qua xung quanh đây thì là nó cảm biến nó báo bụi bẩn các bạn. Đây này, đấy, bạn mở cửa cái các bạn đây này. Đấy, nhân viên mở cửa mới là vào phát là nó bụi là lại bị ngay. Em giam đóng cái cửa phát, tại vì là ngoài này xe nó đi là nhiều các bác, rất là bụi nha. Đó, đây các bác nhìn nhá, em mà đóng cửa một tí phát là nó lại xanh trở lại ngay. Tại vì nhà em ở đây là nó gần đường mà ô tô đi lại rất là nhiều. Thế nên là bụi bẩn nó bay vào ấy. Đấy, đây là cái cánh vẫy của nó các bác nhá. Khi là các bác bật máy thì là nó sẽ tự mở cái lên, và khi các bác không dùng nữa đóng lại là cái cửa vẫy này nó sẽ đóng lại. Đấy. Đây là một con máy lọc không khí của Saab các bác nhé. Đấy, màu đen và dưới này làm hình quả nhám rất là đẹp. Đây là nó đang em đang cho chế độ tự động. Tất cả các cái này thì các bác nào cần thì bên em sẽ dán cái chữ tiếng Việt cho các bác để dùng nhá. Đấy. Còn bật tắt rất đơn giản. Đây này, đây là cái để tắt này. Đây các bác nhìn này, đóng cửa lại em tí nó là xanh dần, tí nó sẽ xanh hết luôn. Đấy, cứ mở cửa ra phát là ô tô đi lại nhiều các bác, bụi nó bay vào nó cảm biến nó báo đỏ. Đấy. Đây là phím tắt nguồn này. Đây là đèn này. Đấy, tắt đèn này. À, đây là hẹn giờ này. Đó. Còn đây là các chọn chế độ lọc này, trên này là tự động rồi các cái chế độ lọc khác nhau ở đây này. Thì cái này là tí phải dùng cái phần mềm để dịch. Thì bắt đầu cần thì bên em sẽ dán lại bằng tiếng Việt cho các bác dùng cho nó dễ. Đấy, còn đây là khởi động lại cái thứ này. Đó, khởi động lại trong vòng 3 giây cái thứ này. À, khi các bác thay màng lọc xong thì mình sẽ đưa vào chế độ 3 giây. Tức là giữ 3 giây để nó khởi động lại máy. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn các chế độ lọc nhanh, lọc chậm. Đấy, rất dễ dùng, tóm lại là nó dễ dùng cực kỳ luôn các bạn. Và khi lỡ các bác mà cần thì bên em sẽ có những cái chữ bằng tiếng Việt ấy, bên em dán vào đây. Dán vào đây này. Ví dụ đây là cái nút gì này, đây là nút gì này. Đấy. Cái này là cái gì mà tác dụng của cái này là thế nào? Đấy thì bên em sẽ dán hết vào đây cho các bác để các bác dễ dùng. Được chưa ạ? Đấy, còn máy đây. Còn để mà thay cái màng lọc đằng sau thì nó rất dễ thôi. Đây. Khi nào máy nó sẽ đóng lại xuống, không dùng nữa máy nó sẽ đóng xuống, và đây thay màng lọc này. Cái chân này nó đang hơi bị lỏng một tí này, các bác về gắn lại tí keo cho em nhé. Đấy, đây, thay cái màng lọc đây. Đó, các bác nhấc cái này ra là màng lọc này. Ok chưa ạ? Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn cái đây, các bác nhìn này. Đấy, tháo cái màng lọc ra cái là nó báo bẩn, nó lại đỏ ngầu luôn, nó xanh. Nó đang xanh rồi mà bỏ cái màng lọc ra cái nó lại bụi bẩn kinh không? Nó kia là bẩn nó vào trực tiếp đi các bác. Đấy, nó không qua màng lọc nó vào trực tiếp nên là nó báo này, đỏ gắt luôn. Có những lúc các bác nhìn nó đỏ đỏ au luôn đấy, là rất bẩn đấy. Đây là cái két nước này. Cái này thì lúc nào hết nước các bác cho vào nhá, cái này nó buồm. Đấy, nhưng mà hôm nay thì trời nó lồm ẩm thì các bác không cần phải cho thêm nước đâu. Đấy, còn lúc nào mà trời nó hanh khô ấy, nó hanh khô thì các bác lên cho thêm nước vào nhá. Để nó buồm cho ra cho nó, ví dụ như vào bắt đầu từ tầm này đổ đi đúng không? Thì là nó sẽ không bị hanh khô. Nhưng mà khi bắt đầu vào đông, đông là bắt đầu hanh khô đúng không ạ? Thì lúc đấy là các bác phải cho thêm nước vào để nó cung cấp độ ẩm, nên nó buồm cho da, da không bị khô. Ở đây bọn em gần như là vào cái mùa đông là bật suốt. Bởi vì là mùa đông là nó hanh khô, các bác bụi bẩn nhiều, cộng thêm là cái độ ẩm nó thấp. Đấy. Thế là phải bật máy để cho nó hút ẩm, rồi quên nó bù ẩm xong nó lại lọc không khí cho sạch khô. Nhà em cửa gần đường nó bụi bụi kinh khủng khiếp các bạn. Đây, đấy, và nó lại xanh dần. Nó cảm biến nhạy lắm các bạn. Chỉ cần có bụi bẩn một cái là xung quanh nó sẽ hút lại hết và nó cảm biến. Cái máy lọc này thì nó sử dụng cái màng lọc HEPA. Màng lọc HEPA là một màng lọc được phát triển bởi một công ty của Mỹ và đã được chứng nhận của Bộ Tiêu chuẩn An toàn về không khí của Mỹ và của châu Âu. Từ năm nó phát ở từ năm 9 bao nhiêu 945 gì 9 năm mấy. Tức là cái màng lọc nó ra đời từ đợt đấy các bạn, từ từ đợt từ thời đấy. Tức là nó đi trước công nghệ của Việt Nam mình cả
gọi là mấy chục năm, gần trăm năm rồi. Công nghệ đi trước kinh khủng mức độ như vậy. Đấy, từ thời đấy mà nó đã có cái máy lọc như thế này rồi, màng lọc. Và bây giờ thì nó cải tiến nó còn kinh khủng hơn. Bây giờ các cái màng lọc đằng sau các bác, nó còn lọc được cái độ bẩn, bụi bẩn PM2.5. Mà các bác biết rồi, cái bẩn P, cái bụi bẩn PM2.5 thì các bác không thể nhìn bằng mắt thường, mà nó kiểu như dạng bụi phấn hoa, bụi mịn ấy, nó là bụi mịn đấy. Đấy, và cái bụi mịn đấy khi các bác hít phải nhá thì nó sẽ vào phổi và nó gây tắc nghẽn phổi rồi đủ các loại về bệnh các bạn. Đấy, rồi cái màng lọc đấy nó còn ngoài yếu tố là gì? Nó còn ngăn cả kiểu kiểu các cái vi khuẩn bay lơ lửng các bác. Ngoài những con vi khuẩn nó ở trong nước nhá, rồi trong đất, trong cát thì nó còn có những con vi khuẩn mà nó bay lơ lửng trong không khí. Ví dụ như các bác hắt xì hơi. Đấy, những cái dịch cúm cái thứ ấy, thì con máy này nó nhận nhiệm vụ gì? Nó hút hết toàn bộ các cái vi khuẩn bay lơ lửng cộng thêm bụi bẩn cái thứ nữa, và nó thải ra cái không khí, nó nhả ra không khí rất là sạch cho các bác. Đấy, hút vào bụi bẩn, vi khuẩn và nhả ra không khí sạch cho các bác. Đấy, thông qua cái màng lọc HEPA. Màng lọc HEPA là một cái màng lọc 7 lớp. Đó, do công nghệ của Mỹ sản xuất các bác nhá. Và cái màng lọc này được tiêu chuẩn của châu Âu và của Mỹ, và chỉ có hai cái đơn vị này mới cung ứng được ra cái sản phẩm như vậy. Đấy, nó gồm rất là nhiều lớp lọc bụi mịn, bụi phấn hoa rồi các loại vi khuẩn các kiểu. Đấy, đấy, nhà em hiện tại nó đang rất là bẩn, đóng cửa vào rồi. Đấy, bạn kia bạn lại mở cửa đằng sau cái nó lại lùa vào kinh, nó báo cứ xanh xanh được tí là các bạn mở cửa ra nó lại vào các bạn, gần đường là các bác biết rồi, nó kinh khủng khiếp đấy. Nó cả chưa kể anh em mà đồ kiểu âm thanh như các bác này, nó đồ âm thanh nó bụi 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 ra màn đấy. Các bạn cứ mở cửa ra cái, mở cửa trước mở cửa sau ra cái, đóng cửa trước thì các bạn lại mở cửa sau rồi, mở toang cửa sau ra nó cứ xanh được tí nó lại đỏ đấy, bắt đầu lại xanh dần này, tí vào nó xanh đét này các bạn này, nó màu xanh đúng này là không khí rất là sạch. Nó giá con này thì em báo giá luôn nhá, con này thì nhà em đang bán của nó là 1 triệu 6 triệu 7, tuy nhiên thì hôm nay em đang có chương trình hỗ trợ về giá khuyến mại đấy, về cuối tuần thì là con này em đang để các bác giá còn có 1 triệu 250 nghìn thôi nhá. Đấy, 1 triệu 250 nghìn cho con máy lọc sáp này đấy, thì bác nào mà chốt con này thì alo cho em nhá.